Thưa thầy, dư luận xã hội hiện nay chứng minh cách nhìn của thầy đối với việc bảo vệ dân vật là chính xác. Theo tình hình hiện nay, rất có lợi cho thầy. Bên ngoài có ầm ĩ hơn nữa, thì bên trong cố cung vẫn là dịch bồi cơ một tay che trời, Mã Hoành, Ngô Doanh, những người này trên dưới hô ứng. Bây giờ tôi càng bị họ bài xích khỏi bốn người lãnh đạo nồng cốt rồi. Nhưng mà thầy à, thầy cứ bỏ mặc cho bọn họ tùy ý làm bừa như vậy. Chính phủ, viện hành chính đều đang ủng hộ bọn họ, ý kiến của người dân đều không quan tâm tới. Tôi có thể có cách gì chứ? Vậy thì thầy gợi ý trước những học sinh thì thầy thấy như thế nào? Alo, anh Thuần Đạt, anh Bình Dương à? Là tôi. Anh Thuần Đạt, tôi nói với anh một tin tốt nhé. Vì để ngăn cản kế hoạch di dời dân vật về phía Nam của bọn người bộ dịch cơ, chúng tôi đã thành lập một hiệp hội những người bảo vệ cổ vật Bắc Bình ở Trung Nam Hải. Mọi người lựa chọn tôi làm chủ biên rồi. Tốt quá rồi. Bình Dương, không, chủ tịch Viên. Thế thì tốt quá rồi. Thành lập hiệp hội bảo vệ cổ vật vẫn là sức ảnh hưởng của anh lớn, được nhiều người ủng hộ. Tôi sẽ thông báo toàn quốc kiên quyết ngăn cản việc cố cung Bắc Bình chuyển dân vật về phía Nam. Vậy thì xin chúc mừng anh, chúng ta cùng nhau nỗ lực. Được rồi, tạm biệt. Thầy, trong điện thoại nói sắp thành lập hiệp hội những người bảo vệ cổ vật Bắc Bình. Đúng. Vậy nếu như vị tiên sinh này có nhu cầu gì thì chúng ta có thể thêm chút sức. Vậy cái này, chuyện này không hợp lý. Thưa thầy, thầy cam tâm tình nguyện bị dịch bồi cơ và Mã Hoành áp chế, thầy không muốn danh chính ngôn thuận dẫn dắt cố cung trên con đường chuẩn xác. Lùi một bước nữa mà nói, dân vật di dời khỏi Bắc Bình chẳng lẽ còn có thể di chuyển khỏi Trung Quốc? Từ chinh phục Đông Bắc tới Bắc Trung Quốc, rồi sẽ toàn Trung Quốc. Đối với quân đội đế quốc mà nói, đó là chuyện sớm muộn. Thưa thầy, cơ hội chỉ sẽ giữ lại cho những người tuấn kiệt thức thời. Phim được thuyết minh bởi Hoa Thành Phim Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Alo, Chính Thu à, thực ra chuyện đó là thế này. Hôm đó Chính Thu, Thu trong binh sát Thu Hầu. Đồ lừa đảo, khốn nạn. Tặng cái gì không được, lại cứ tặng cái. Lần này thì hay rồi, còn chưa bắt đầu thì đã kết thúc rồi. Rốt cuộc cậu lừa chị tôi là vì cái gì? Tôi đâu có lừa chị cậu. Tôi chỉ là muốn dỗ dậy cô ấy. Nhưng mà không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy đó. Không phải sai lầm mang tính nguyên tắc thì đều có thể cứu vãn được. Chu Nhật Tư tuy là tính cách mạnh mẽ nhưng lại rất đơn thuần, dùng chút chiêu nhỏ là có thể xong chuyện rồi. Chị cậu thì lại không được. Vẫn chưa là anh rể của tôi, đã muốn dùng chiêu trò, tôi nói cậu biết. Đừng nói là chị tôi, đến tôi cũng không đồng ý đâu. Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, cậu tuyệt đối đừng để bụng làm gì. Được rồi, tôi sẽ tìm cơ hội để nói chuyện với chị tôi. Cậu và Dược Tư chính là hờn dỗi giặc giảnh, cũng coi như là thuận lợi. Còn tôi thì bây giờ rất đố kỵ với cậu đó. Tôi và Dược Tư bình thường gặp nhau còn khó, cậu tự biết thỏa mãn đi. Vậy cậu nói xem, sau này cậu ra ngoài rồi làm sao? Chuyện này không dám nói trước. Nhưng mà cái tên Honja này rốt cuộc có thể trốn ở đâu được chứ? Người tôi cũng đã phái đi rồi. Bắc Bình rộng lớn như vậy cũng không dễ gì tìm được. Tôi có một dự cảm, tên Honja này xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt. Cậu đánh lén hả? Tôi giúp cậu đấy. Con người chị tôi dễ lắm. Cậu dùng khổ nhục kế với chị ấy thì chắc chắn chị ấy sẽ cảm động. Có thật không?
Đừng đánh vào mặt tôi, đau lắm đó. Sắp được rồi, tôi nói cậu nè, quá đáng rồi đấy. Không thể, không được chạy, không được. Hỡi đồng bào, bọn giặc Đông Doanh cũng chính là quỷ vật sắp đánh tới đây rồi. Chúng ta phải chiến đấu liều mạng với người Nhật, sao lại có thể bỏ chạy được chứ? Không thể bỏ chạy, không thể bỏ chạy, không thể bỏ chạy. Nhưng mà những người trong cố cung này, bọn họ lại muốn di dời bảo bối như vậy. Bọn họ muốn chuyển hết các dân vật về phía nam. Bọn họ muốn đem theo quốc bảo bỏ chạy. Nếu đã như vậy, ai còn có lòng tin để kháng Nhật chứ? Nếu đã như vậy thì Bắc Bình phải làm sao? Chẳng lẽ muốn già trẻ của cả thành Bắc Bình đây đều bỏ chạy hết sao? Không được, không được bỏ chạy. Nói rất đúng. Không được. Hơn nữa, những văn vật cố cung này ở trong Tử Cấm Thành đây, ít thì cũng được mấy chục năm, nhiều thì trăm năm được rồi. Đó đều là gốc của sự sống, gốc của cuộc sống. Hiện nay muốn chuyển những thứ ấy ra khỏi Tử Cấm Thành, chuyển khỏi Bắc Bình, di chuyển ngàn dặm, trốn đông trốn tây, có thể an toàn được không? Có thể quay về được không? Mọi người có thể yên tâm được không? Không thể, không thể, không thể chuyển khỏi Bắc Bình. Dân giặc không thể chuyển đi. Chẳng lẽ mọi người trong cuối cùng đều là rùi rụt đầu sao? Tại sao không dám gặp chúng tôi? Ra đây. Viện trưởng Dịch, chuyện này mọi người cứ làm việc trước đi. Tôi đi xem. Viện trưởng, tôi đi với anh. Bây giờ ra ngoài rất nguy hiểm. Đúng vậy, nói với những người đó vô ích thôi. Không ra sẽ khiến người khác cảm thấy chúng ta đuối lý. Hỡi đồng bào, vì để ngăn cản hành vi ngông cuồng của đám người cố cung, không cho di dời văn vật của cố cung khỏi Bắc Bình, hôm nay chúng ta thành lập hiệp hội những người bảo vệ cổ vật Bắc Bình. Vị này chính là chủ tịch viên đức cao vọng trọng của chúng ta. Tốt, tốt. Hỡi đồng bào, hiệp hội của những người bảo vệ cổ vật Bắc Bình sẽ tận tâm tận lực kiên quyết ngăn cản hành vi điên cuồng của đám người Hán Giang này. Đúng, phải ngăn cản hành động của chúng. Chúng ta sẽ cùng nhau bảo vệ bảo bối mà các lão tổ tông đã để lại cho chúng ta, bảo vệ văn vật của cố cung mà dốc sức đấu tranh. Đúng, đấu tranh, dốc sức đấu tranh. Cảm ơn, cảm ơn. Hỡi đồng bào, hoan nghênh mọi người cùng tham gia hiệp hội những người bảo vệ cổ vật Bắc Bình. Đều có, đều có. Chủ tịch Viên, tôi là phóng viên thời báo Thuận Thiên. Tôi thấy rằng mọi người đều tin tưởng ở ông. Hy vọng có thể dẫn dắt cả chúng tôi cùng nhau bảo vệ văn vật. Tôi sẽ cùng với tất cả mọi người thề chết bảo vệ văn vật cuối cùng. Chủ tịch Viên, tiếp theo ông sẽ áp dụng biện pháp gì? Hiệp hội những người bảo vệ cổ vật Bắc Bình chúng ta sẽ quan sát tiến triển của sự việc để áp dụng hệ thống các hành động kiên quyết ngăn cản văn vật cố cung di dời khỏi Bắc Bình. Đúng, nếu như bọn Hán Giang không dám ra gặp chúng ta thì chúng ta xông vào tìm chúng nói lý luận đi. Đúng, đi tìm bọn chúng đi. Đi, lùi lại phía sau, lùi lại, lùi lại cho tôi. Các người nghe thấy không? Kêu dịch bồi cơ ra đây, kêu dịch bồi cơ ra đây, ra đây, ra đây. Lùi lại. Alo. Cái gì? Xông vào cuối cùng. Được rồi, tôi lập tức đến ngay. Lùi lại phía sau. Lùi lại. Lùi lại. Bình tĩnh một chút, mọi người hãy bình tĩnh lại đi. Viên Bỉnh Chương, ông cũng là người có học, tại sao lại làm việc không có lý trí như vậy chứ? Dịch bồi cơ, tự cổ người đọc sách coi trọng nhất khí tiết. Tôi nói cho ông biết, chúng tôi quyết sẽ không để ông đem cổ vật rời khỏi Bắc Bình đâu. Đúng vậy, không thể di dời đâu. Dịch bồi cơ, các vị yên lặng một chút, yên lặng một chút đi.
đại địch trước mắt, các giới đều đang kháng dự, tại sao cuối cùng lại đóng gói bỏ chạy? Vị tiên sinh này, tình hình kháng dự biến quá vô cùng, người cố cung bảo vệ tốt văn vật, không cho quân Nhật hủy diệt văn hóa Trung Hoa của chúng ta, điều này cũng là một kiểu kháng dự. Đây gọi là văn hóa kháng dự. Ông nói láo. Đây là cái cớ của các ông bà thôi. Ông, chuyện này đã đảo Hán Giang, đã đảo Hán Giang, đã đảo Hán Giang. Được rồi, mọi người yên lặng. Đã đảo Hán Giang, đã đảo Hán Giang. Lùi lại, lùi về, đừng có tiến về trước. Lùi lại, lùi về sau. Đã đảo Hán Giang, đã đảo Hán Giang. Viên Bỉnh Chương, ông bế quạt lòng người. Đã đảo Hán Giang, lùi lại sau. Lùi về sau, không được gây rối. Đã đảo Hán Giang, đã đảo Hán Giang. Lùi về sau. Lùi về đi. Tôi hỏi lại lần nữa, muốn chống đối ngoài 5 mét, còn dám xông vào phố cung thì tôi lập tức bắt lấy. Cảnh sát cũng không thể bắt người. Không thể bắt người. Cảnh sát cũng không thể bắt người. Sao lại như thế này được chứ? Văn vật không thể chuyển đi. Các người không thể chuyển nó đi. Đi đi. Chủ biên Lương, Viên Bình Chương đi đầu thành lập hiệp hội những người bảo vệ cổ vật Bắc Bình, điện báo toàn quốc phản đối việc di dời văn vật. Hôm nay đám đông đã bao vây trước cửa cố cung, đám đông phẫn nộ. Tin nổi bật đầu trang báo. Đã chụp được ảnh chưa? Tôi đi rửa ngay. Tốt. Bố, đám đông gây náo loạn đó bị kích động không dễ khống chế. Con sẽ phái người đi bảo vệ bố. Không, Lập Văn đã phái người thay nhau canh gác ở đó rồi. Bố không sao đâu. Bố kêu chị con nghe máy chút đi. Em trai con tìm con nè. Alo, em trai. Chị là thế này. Chính là lúc mà em và Dương Lập Văn tập luyện, cậu ấy đã bị trọng thương. Chị thay em đi thăm cậu ấy đi, dạo này em bận. Dương Lập Văn này không phải dùng khổ nhục kế đó chứ? Cậu ấy đối với chị là thật lòng đó. Chị không tin cậu ấy, còn không tin em sao? Nếu như em dám hùa với cậu ta lừa chị, thì chị cứ cắt sinh hoạt chi phí của em đi. Được rồi. Lập Văn thế nào rồi? Hôm nay đúng là thiệt thòi cho Lập Văn. Không sao. Mẹ, con thế này là làm sao vậy? Đừng động đậy. Con đã luyện tập cùng với Hoàng Nghị nên bị thương thôi. Cẩn thận một chút đi con. Mẹ nghe nói hôm nay bên chỗ cuối cùng đã náo loạn. Chẳng phải sao? Con mà tới muộn một chút thì viện trưởng Dịch, phòng trưởng Mã đều thôi rồi. Tóm lại chuyện bên cuối cùng con phải báo lại cho mẹ bất cứ lúc nào. Được rồi. Nhưng mà sao mẹ lại có hứng thú đối với chuyện cố cung vậy? Mẹ là có hứng thú với văn vật. Nào. Mẹ, con lớn thế này rồi, được không? Mẹ à, mẹ là mẹ của con đó. Bác sĩ Điền. Đừng có kêu. Nhìn ảnh. Nhớ lấy, tôi là anh trai của cô. Nhậm Hoàng Nghị không phải. Nhớ ra tôi là ai chưa hả? Điền Quế, em có trong đó không? Điền Quế, em làm sao thế Điền Quế? Không sao chứ, em không sao. Sắc mặt của em kỳ quá. Anh đưa em đi khám bác sĩ, em không sao mà. Anh về đi. Điền Quế, nếu như em cảm thấy có gì không tiện nói với anh thì em có thể nói với Nhậm đại ca. Em tuyệt đối đừng có chuyện gì cũng để trong lòng một mình. Em biết rồi.
Anh về trước đi. Được rồi, vậy em nghỉ ngơi đi. Vẫn là mùi vị đó. Anh tưởng là mình sẽ không còn được ăn đồ mà em làm nữa. Nhớ ra anh là ai chưa? Bánh bao, bánh hoa quả đây. Đến xem đi. Lê táo, tới đây xem đi. Không ngọt không lấy tiền. Sở trưởng Dương, anh nếm thử đi, vừa ngọt lại vừa giòn. Dạo này thế nào rồi? Rất tốt. Cả nhà ổn chứ? Vẫn tốt à? Đứng lại, đừng có chạy. Đứng lại, đứng lại. Đi theo tôi. Anh về một chút, tôi đi đối phó với họ. Sở trưởng Dương, sao các cậu lại nổ súng vậy? Mấy ngày gần đây cấp trên muốn bắt cộng sản, tôi vừa thấy một tên, đột nhiên không thấy nữa. Anh có nhìn thấy không? Một tên mặc áo dài, đeo kính, trông rất giống người có văn hóa. Nói đi, hình như tôi vừa nhìn thấy bên kia. Được rồi, hôm khác nói chuyện nhé. Nào. Cảm ơn cậu. Đừng khách sáo. Đợi một chút. Gần đây tin tức bị ngặt, tạm thời anh không thể về nhà được đâu. Đại ân không thể cảm ơn hết. Chính Thu, đồng chí Trịnh, mau vào trong đi. Tại sao lại bị thương nặng như vậy? Tôi bị lộ rồi. Chính Thu à, sau này chúng ta đổi địa điểm gặp mặt đi. Hay là tới chỗ Di Hòa Trai đi. Không được. Di Hòa Trai đối với cô mà nói là một địa điểm yểm hộ rất tốt. Hơn nữa, chúng ta luôn đóng góp kinh phí cho cộng sản ở đó. Không đến lúc dạng bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể lấy Di Hòa Trai ra làm trạm liên lạc được. Đồng chí Trịnh, nhiệm vụ mà cấp trên giao cho tôi lần trước đến bây giờ vẫn chưa có manh mối. Bên chỗ Dương Lập Văn cũng không có sao? Đừng có nhắc tới cậu ta nữa. Xích mích với nhau rồi. Chúng tôi vốn dĩ cũng chưa từng bắt đầu. Chính Thu à, trước đây tổ chức luôn không đồng ý chuyện yêu đương giữa cô và Lập Văn, chủ yếu là vì vấn đề thân phận của cậu ta. Nhưng theo tôi thấy, con người này không phải là bất chấp mọi thứ mà bán mạng cho Quốc Dân Đảng đâu. Tôi cảm thấy bản tính cậu ta vốn rất lương thiện. Chỉ bằng thế này, cô có thể phát triển cậu ta trở thành đồng chí của chúng ta. Như vậy thì cô cũng sẽ không vì chuyện tình cảm của bản thân không có tương lai mà lại rầu rĩ. Cô nói xem. Tôi... Câu này của anh nói cái gì vậy chứ? Các người cút khỏi đây cho chúng tôi. Đã đảo Hán Giang. Chỉ sợ thiên hạ không loạn. Cứ tiếp tục tình hình này, không biết tên Viên Bỉnh Chương này tiếp tục còn muốn làm chuyện kích động gì nữa. Hôm nay các tòa báo lớn của Bắc Bình cũng đều đăng tin rồi. Không phải anh nói người này không phải là cố ý làm loạn sao? Không có ai quản được hắn sao? Đúng vậy, Viên Bỉnh Chương đã trở thành con khổ cản đường di chuyển của chúng ta rồi.
Tôi nghi ngờ rằng tập hợp dân chúng gây náo loạn, thao túng dư luận không phải là hành vi đơn thuần của một mình Diên Bỉnh Chương đâu. Tình hình càng lúc càng biến đổi phức tạp. Đây là chuyện mà chúng ta không dự liệu tới. Viện trưởng Dịch, áp lực của anh là lớn nhất. Vì vậy anh phải cố gắng lên đó. Nhớ kỹ, anh là anh trai của em, Nhậm Hoàng Nghĩ không phải. Nhớ ra anh là ai chưa? Nếu như em thật sự mất đi hồi ức, thì tại sao nhìn thấy anh lại sợ hãi? Rốt cuộc anh ta là ai? Còn mình là ai?